Chú của em muốn không? Gì vậy trời? Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Ủa bình thường mình đâu có nói như vậy đâu ta. Sao tự nhiên bây giờ nhắn tin trả lời lại con Ly này? Nghe cái giọng nó bị nịnh nọt vậy trời. Con ơi. Dạ. Rửa chén mau rang cam nè. Rồi 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 con ra liền. Cam Ly nó mua từ Hàn Quốc về ngon lắm con ơi. Dạ. Bà thấy là con Ly nó mến con lắm đó Thành. Mà con bé được cả người lẫn nết nữa. Ừ. Hai gia đình lại thân nhau nữa. Ừ con coi được á thì tiến tới luôn đi nghe không? Trời ơi, căng đâu sao không lăn? Sao con bậy hay quá trời vậy? Trời ơi, người trong nhà không mà, ở dưới sống lâu mà. Trời ơi, ăn đi con. Nói chứ, cái chuyện mà hai bên dựng vợ gả chồng có đến được với nhau hay không á, là do duyên nợ duyên số nữa. Nên là ba mẹ đừng có đặt áp lực, đừng có ép con, cứ để cho nó tự nhiên đi. Hả? Chờ duyên số đó với con, lúc đó ba mẹ con lên nóc bàn thờ ngắm gà rồi kìa. Trời ơi, xui xẻo, tôi còn yêu đời lắm đó. Nè, ba mẹ đâu có ép con đâu ha. Chỉ là khuyên con sớm lập gia đình thôi. Thay vì tối ở nhà con chơi điện tử nè, rồi nghe nhạc, thì giờ có người yêu rồi hẹn với người ta đi chơi đi con. Nhưng mà bây giờ con phải vô cơ quan con trực rồi, sao đi chơi được đây? Ừ. Nó về đợt trước á, nó nói nó gọi điện cho con hoài mà con không nghe. Ừ. Sao lúc đó con đang ở chốt, mà giờ khuya đứng chốt á, con đâu nghe điện thoại riêng được đâu. Thì xong việc con gọi lại cho nó cũng được mà, có cuộc gọi nhỡ mà. Nó nói nó chờ con quá trời. Mà ba mẹ ơi, ba mẹ không biết đâu, tháng này á con bận lắm, rồi sắp tới có chiến dịch nữa, làm rất là căng. Thôi, bây giờ con chuẩn bị lên cơ quan trực tiếp nè. Với lại á, thiệt công nhận là cam Việt Nam á ngon hơn cam Hàn Quốc nhiều. Dở quá. Cũng ngon mà con. Con không thích. Đúng là không ưa, dưa quá giỏi. Trời. Dạ, bây giờ em chạy thẳng đường kia. Không nhận đây em hả? Ủa? Thì em đi tìm anh đó. Em đi tìm anh? Ừ. Thôi, có gì về mình gặp sau. Chưa đây, đang chỗ làm việc của anh mà. Em chỉ muốn đưa quà cho anh thôi. Anh làm việc tốt nha. Anh mà không nhận là em đứng đây luôn á. Nhận đi. Cảm ơn nghe. Vậy thôi, anh làm việc tốt nha. Em đi về ạ. Bye bye. Tôi phải gửi tường trình lên cơ quan thôi. Ê, cái này anh mà làm vậy là giết em đó. Tội của cậu lớn lắm. Có người yêu đẹp như vậy mà giấu cả cơ quan. Hả? Người yêu? Nghĩ sao em yêu nó cùng vậy trời. Tự nhiên cái không ai bỏ tủ lạnh chi vậy trời. Ba không, mẹ mày cũng không. Thì chỉ có mày bỏ vô tủ lạnh chứ ai mà hỏi. Trời đất ơi, con để bánh mì vô tủ lạnh làm gì? Hôm qua ai để bánh mì về? Thì con. Thì mày không đem bỏ vô tủ lạnh, không lẽ con mang nó bỏ vô hay sao? Ờ hả. Cái gì mà ờ hả? Con đích cũng vừa thôi cho ba mình nhờ với. Mẹ, nhà này hai cái đầu già hết trơn rồi, có thêm đứa nít vui chứ có sao đâu. Bà lúc nào cũng binh con. Trời ơi, con tôi không binh, không lẽ tôi binh con hàng xóm? Thanh à. Dạ. Cưới vợ nhanh đi con. Hả? Trời ơi, con nó mới có 24 tuổi. Ông cứ hối nó cưới vợ hoài nó sợ đó. Nhà này chỉ có mỗi mình nó. Nó phải mang trọng trách cưới vợ sớm có con, để còn duy trì nòi giống nữa chứ. Trời ơi, duy trì nòi giống. Trời ơi, tư tưởng của ông gia trưởng quá. Gia trưởng cái gì mà gia trưởng? Đó là tâm nguyện của cả dòng họ, chứ chẳng phải gì của riêng tôi. Thế kỷ 21 rồi ha. Con người ta đề cao cái tôi của cá nhân, nâng cao giá trị tự do. Độc thân cũng được, có gia đình cũng được, miễn sao hạnh phúc là được rồi, phải không con? Bà đừng có cổ vũ cho con cái lối sống Tây U đó. Tay hay ta gì cũng là con người hết á. Lấy vợ sanh con là cả một quá trình, phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Đằng này con mình như con nít vậy á, ông cứ ép nó lấy vợ hoài chẳng khác nào hươu non cung ứng sừng. Phải không? Hôm nay ba nguy hiểm quá mẹ ơi. Trời, thơm quá đi, thơm quá. Công
dựng ly cũng hay thiệt hết. Lựa màu gì lựa màu xanh chuối. Được. Đẹp nha. Đẹp nha. Được. Đẹp. Ê, được, được. Cảm ơn Ly nha. Ủa, sao nó làm đang transit ở Thái mà? Ờ, em transit có mấy tiếng à, là em về rồi. Tặng anh nè. Về Hàn Quốc có đúng không? Không phải đâu, về nhà anh mở ra là biết à. Ê, cho anh hỏi nha. Sao em tặng quà cho anh hoài vậy? Mà những cái dịp gì mà em tặng? Có nhân dịp gì đâu, em thích lại mua tặng anh thôi. Hả? Ủa, cái thích là mua quà tặng ta vậy đó hả? Nhà có điều kiện ghê vậy. Cảm ơn em vì món quà này, dù anh không biết trong đây là gì. Không có gì hết. Sẵn tiện thì có ba mẹ anh ở trên nhà, em muốn lên trển ngồi chơi nói chuyện luôn không? Đi ha. Bộ tụi mình á, không có chuyện riêng để nói hay sao mà cứ suốt ngày anh cứ bắt em gặp ba mẹ anh vậy? Ủa, anh với em cũng có chuyện riêng để nói hả? À, hôm nay anh không trực đêm hả? Trực đêm có khó không anh? Thực ra thì cũng tùy thôi à. Đối với anh á, thì công việc của anh á, có thể là một ngày vất vả, còn ngày kia thì yên ả. Vậy đó, khó nói lắm. Cảnh sát mà em. Với lại công việc của em cũng tiếp viên hàng không, anh nghĩ là bay trên trời thế này thế kia cũng cực, cũng vất vả quá em ha. Cũng giống như công việc cảnh sát giao thông của anh á. Em cực kỳ thích công việc tiếp viên hàng không của em. Được phục vụ khách nè, được bay trên trời, đó là niềm vui của em rồi. Hay ha. Thấy chưa, tụi mình có rất nhiều chuyện riêng để nói đó. Cũng hiểu ý nha. Ngon nữa. Chúc em ngủ ngon. Gì vậy trời? Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Đang muốn tự do mà tự nhiên trả lời tin nhắn lại chúc em ngủ ngon nữa. Bữa trưa có dự miễn không anh? Sao không thấy anh đánh giá gì hết vậy? Anh cho em bé sao? Ngon lắm em. Cảm ơn em nhiều. Em xứng đáng được năm sau. Ủa, bình thường mình đâu có nói vậy đâu ta. Sao tự nhiên bây giờ nhắn tin trả lời lại cô Ly này? Nghe cái giọng nó bị nịnh nọt vậy trời. Nhắn gì nữa vậy trời? Mai em đem đồ ăn tới cho anh nữa nha. Ngủ ngon baby. Trời ơi. Tôi đang muốn tự do mà. Trời ơi, con đâu có muốn quen ai đâu.